Chào mừng các bạn quay trở lại với Mod Game Channel. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn một tựa game tên là One Beer Bounty Rush V41200. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mod tựa game này ha. Thì như thường lệ bên dưới video sẽ là link download. Các bạn bấm vào link download và download về điện thoại hoặc máy tính bảng của mình ha. Nếu các bạn đã có game trên điện thoại thì có thể xóa game đi, sau đó cài bản mod vào để tránh xung đột. Bây giờ mình sẽ cài bản mod vào ha. Mình cài đặt trực tiếp vào luôn, không cần phải làm gì hết. Sau đó mình vào game luôn. Rồi, một số phiên bản Android thì nó 6 chấm trở lên, nó sẽ có cái gọi là vẽ trên ứng dụng khác, hoặc là gọi là phần mềm thứ ba, thì các bạn có thể bật nó lên. Cái này các bạn phải bật nó lên ha, sau đó các bạn bấm lùi lại. Như vậy mới có thể vào game được. Rồi, giờ mình bị văng game rồi, giờ mình vào lại ha. Thì khi mà mình vào game mà mod thành công, nó sẽ có một cái logo như thế này tên là BM này. Đây là nội dung của bản mod, nó gồm hai cái, tức là Doom AI và No Kill Countdown. Thì Doom AI tức là khi các bạn đánh thì những con AI nó sẽ không có nhúc nhích. Tiếp theo No Kill Countdown tức là khi các bạn dùng kill thì nó sẽ không có thời gian hồi, các bạn xài liên tục luôn. Thì bạn lưu ý là khi mod bất kỳ một tựa game nào, thì khi mà mới vào game, cái phần hướng dẫn trò chơi á, các bạn khoan bật mod lên, các bạn chơi hết phần hướng dẫn đi, thì sau đó khi vào game thật sự thì các bạn mới bật mod ha. Chọn accept hết nha các bạn. Này nó hỏi mình có download game về không, thì các bạn phải chọn tải dữ liệu về ha. Nó đến 1.8 GB lận. Mình sẽ tua nhanh qua ha. Rồi như vậy là mình đã load xong 1.8 GB ha. Bây giờ nó hỏi mình chọn cấu hình là cấu hình cao, hoặc là cấu hình phổ thông, hoặc là cấu hình trung bình yếu thôi. Thì mình tải, vì mình mod mình tải thử cho các bạn xem, thì mình sẽ tải cái cấu hình này cho nó nhanh ha. Còn các bạn chơi trên điện thoại thực sự có thể tải cấu hình cao cho nó đẹp. Đây là phần hướng dẫn. Như mình nói thì phần hướng dẫn thì các bạn đừng có bật cái mod lên làm gì, tất cả các game nào cũng vậy ha, chơi xong hướng dẫn là hẳn bật. Giờ mình cái game này hình như là có thể cho qua phần hướng dẫn nè, bấm vào chữ Finish nè, mình cho qua luôn ha cho nó nhanh chút. Theo là vào tem 44. Này vẫn là phần hướng dẫn luôn ha. Mình sẽ cho qua nó luôn. Đây là chỉnh party, chỉnh đồng đội ha. Nico Robin. Rồi. Ok. Bắt mình đặt tên game ha. Mod Game Channel.
Giờ mình sẽ bắt đầu trận đầu tiên ha. Rồi bây giờ mình có thể bật mod lên được rồi. Đây, bây giờ mình bật mod lên, mình bật cả hai luôn ha. Đâm A là làm cho đối thủ đứng yên ha. Ở cái này nếu mà đánh với người chơi thì có thể nó sẽ không đứng yên đâu. Cái này là no kill cooldown, tức là kill các bạn xài liên tục, không có thời gian hồi. Cái này game nó chia làm một một room là 8 người tất cả. Bên mình 4 người và bên bên kia 4 người ha. Đây, 1 2 3 4. Mình có thể chọn hero. Mình đem hai con hero thì mình có thể đổi qua đổi lại. Thì mục tiêu của tựa game này là cướp cờ và thủ thủ cái cờ. Cướp xong thì phải thủ ha. Xài kêu liên tục luôn ha, quýnh cho chết cha luôn. Rồi mình đánh chết mấy đứa luôn rồi. Rồi bộ mình nó đang lấy cái cờ ha. Này đi đâu đây mày? Rồi chết nó luôn rồi, kêu xài liên tục nó không kịp đỡ. Rồi bây giờ lại cướp cái cờ nữa. Game này chơi trên giả lập hơi khó. Rồi, như vậy là team mình có khả năng là thắng rồi đó. Rồi, như vậy là team mình thắng ha. Cái bạn mod này nó đang hoạt động tốt nha các bạn. Kêu nó xài liên tục. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn mod xong tựa game One Piece rồi ha. Nếu các bạn thích thì có thể like và đăng ký kênh để mình cập nhật những phiên bản mới nhất thì các bạn có thể nhận được ha. Còn đồng thời nếu mà game có update phiên bản mới mà mình chưa kịp cập nhật thì các bạn comment ở bên dưới để mình biết mình cập nhật ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mod Game Channel.